cách chướng toàn đuôi và Penny Von Savy cầm phong tài miên priệp và đòi và mũi chập chướng khang lớn mũi chập chướng khang cầm tài giang na còn nhẹ nơi khang lớn nó miên priệp chướng này và tua thua ấy cái đòi nhẹ nơi bị lơ cứ tay là miên priệp chướng này và cách bắt chạ thêm điện bốn mèng còn miên sơn miên elong vay bao nhiêu đây bà vay từ lơ smart bao bốn mèng